Xin chào tất cả các anh em. Hôm nay shop sẽ lại giới thiệu đến anh em lô ná trắc tiếp theo. Đây là gỗ trắc nha, nói như thế cho nó ngắn gọn. Trực tiếp sẽ đi vào là giá cả và cách vận chuyển. Đây, giá là 240 một cây, giá có thể thay đổi theo thị trường. Cứ cỡ bưu điện là 40k cho một lần gỡ, có nghĩa là 40.000 cho một lượt gỡ. Anh em mua một ná hoặc là hai ná cùng lúc thì chúng tôi chỉ tính anh em là 40.000 tiền cước vận chuyển nhé, do chúng ta gửi cùng một lúc. Còn thun là 25.000 một năm, 50.000 một bộ, phí ship là 25.000 cho một lượt gửi. Đấy, một bộ như thế này là 50.000 đó. Thun đợt này nó có màu là cam cam, do cái ruột banh đợt này nhập về nó màu cam. Thì thun này là thun ép hai lớp nha anh em, dòm ở đây thì sẽ thấy cái đường ép của nó ép lại từ hai lớp, cho nên là thun này rất là dày, đảm bảo cho anh em là bắn rất là lâu, rất là bền đó. Nó là thun ép nhé. Một bộ như thế này thì cột được cho một ná, độ giãn thì ghê gớm đó. Anh em thấy nó giãn ghê chưa? Rồi, anh em mua một dây thì nó 50.000, mà mua 2-3 dây thì đó nó cũng 50.000, mà thậm chí một nùi như thế này nó cũng 50.000 một dây, nhưng cước vận chuyển của nó chỉ là 25.000 thôi. Có nghĩa là mình mua cùng lúc nhiều sản phẩm thì cước vận chuyển nó vẫn như thế. Còn đi vào trực tiếp cây ná cho ngày hôm nay thì sẽ đi vào cây ná số 1 trước cho anh em. Đây là cây ná số 1, ná trắc đỏ ha. Đấy, cây ná số 93 đó. Rồi, ná số 94 cũng là cây ná màu đỏ. Ná 95 vẫn là ná đỏ, tuy nhiên đỏ thì đỏ nhưng mà nó vẫn có khác nhau nha anh em. Cái ná này cái chỉ nó khác với hai cái ná hồi nãy. Ná 95 này nó cái chỉ nó khá đẹp. Tuy nhiên là cây 95 này là một cái ná là nhỏ, đường kính nhỏ. Anh em là có cái tay nhỏ thì mua cái ná này. Ná nó nhỏ. Tiếp tục là ná trắc đỏ. Tiếp theo 97. Một cây màu đen. Cây 98 này là ná màu đen ha. Màu đen đó, nó cũng có văn ở trong đây đó, cái văn lặn ở trong đây đó. Đối với cái loại màu đen này mình dòm kế bên thì mới thấy nó có văn màu đen. Tiếp theo cây 99. Trắc đỏ ha các anh em ha. Màu đỏ của cây 99 này nó có hai màu, đằng trước là màu đỏ sậm và màu đằng sau lưng là màu đỏ tư đó. Một cái ná như thế này thun da cọc sẵn, anh em về thì chỉ có sử dụng mà thôi. Rồi, cây số 100. Đặc điểm nhận diện của cây 100 này là nó có cái
ở đây mình gọi là cái sấy, nó có cái sấy ở đây nè, dằn sấy, dằn sấy đấy. Cây số 101, T101. Anh em có thể thấy cây này rất đẹp. Cái dăng này nó chồng lên nhau nè. Đỏ vàng, đỏ vàng, đỏ vàng, đỏ vàng, đỏ vàng. Nó chạy trong một lớp lên, anh em thấy ghê chưa? Nó vòng qua đây nè, cái dăng nó rất đẹp. Đây, mỗi cái dăng này là một năm của cây. Cây này, những cái cây này tuổi đời nó rất lâu. Một cây khá đẹp. Tiếp theo, cây 102, một cây trắc đỏ. Ở đây thì nó cũng có cái sấy nhẹ ở đây. Đó, một cái sấy ở đây. Một lẻ ba, một cây màu đen ha, đen cực bóng. Đó, cây đen này rất là bóng. Cây 104, 104 thì lại có cái sấy ở đây. Đó, nó có cái sấy quằn ở đây. Đây, màu đỏ cực bóng luôn, chỉ đen chạy đi qua đây thì tiếp tục vòng lên đây như một cái khăn dắt qua. Một lẻ năm, một lẻ năm là chỉ thẳng đó. Một lẻ năm này đỏ sậm, gần như đen ha, nó đỏ đỏ sậm. Một lẻ sáu, T106, một cây trắc đen nữa nha. Một lẻ bảy, một cây trắc đỏ. Trắc này nó đây nó cũng có cái quằn ở đây nè, cái quằn ở đây. Mỗi cây gỗ tự nhiên nó đều có một cái đặc điểm riêng cho một cái ná, mà không có cái ná nào có thể trùng lập với một cái ná nào. Chỉ đen chạy đây, chạy qua đây đó, nó lại chạy vòng qua bên đây tiếp. Cái ná này hay đó, chỉ đen chạy qua đây lại chạy vòng lên đây tiếp. Một lẻ tám, một cây ná trắc đỏ. Đây có chỉ đen chạy xuống đây, lại chạy quằn qua đây. Đó, thêm một cái đốm ở đây nữa, đốm vàng ở đây nữa. Bóng đẹp. Tiếp tục là một lẻ chín, có cái quằn ở đây. Cái 109 này lại có cái quằn ở đây. Đó. Ở đây cũng đẹp nè, những cái dăng nổi, dăng nổi ở cạnh bên này nữa, nghĩa là cái này có cái dăng nổi bên này, rồi lại có dăng nổi bên này, có một cái quằn ở đây nữa. Một trăm mười đỏ, có chỉ đen chạy nè,
chỉ đang bắt qua đây. Đấy. Hoặc quằn nhẹ ở đây. Trăm mười một, cây này khỏi phải nói gì ha anh em ha. Đó. Cây này cái mình nó quằn quện ghê chưa. Đây đây thực tế là một cái mắt nè, nó sấy nè. Xuống tới đây là tiếp tục sấy ngược bên ra, nó sấy như một con số 8. Đó, anh em thấy. Cây này khá đẹp. Ở đây cái hình sấy rất là rõ. Cây 112, một cây trắc đỏ, mình thì cũng dằn dện đó anh em thấy không, nó cũng mình nó cũng dằn dện. Những cái chỉ đen chạy chằng chịt đầy ngừ như một con cọp. Rồi cây cuối cùng trong cái lô ngày hôm nay đó, cây 113, cây trắc đen. Đen thì đen nhưng mà nó vẫn có vân ở bên trong này. Chúng ta vòng gần là sẽ thấy cái vân ở bên trong của nó. Rồi kết thúc cái lô ngày hôm nay. Anh em nào xem được cái lô ngày hôm nay, thích cây nào alo trực tiếp cho shop cho nó nhanh. Đó, anh em nhắn tin bằng Zalo, Facebook, chờ mà trả lời được thì người khác mua mất cái cây mình thích rồi. Cho nên mua ná à, shop bán công khai số lô như thế, số thứ tự như thế, anh em thích thì mua liền. Đó, mình alo trực tiếp cho nó nhanh. Đấy, nhắc lại cái giá bán trước khi kết thúc video clip, liên hệ bằng hai số điện thoại Vina, Viettel. Đấy. Rồi, xin chào tất cả các anh em. Hẹn gặp lại anh em trong video clip kế tiếp.